kiểu bạn ở kiểu ban nào? Em là Trình, em lên xin thay mặt tiểu ban tôn giáo trình bày về kế hoạch hoạt động của nhà hai. Về thời gian thì sắp tới là Tết. Các bạn bên dưới lắng nghe đi ạ. Người Việt Nam có truyền thống là Tết thì thường hay đến đi chùa đi truyền để cúng bái thắp hương ấy. Nên là chùa thì rất là bận hoặc là ấy, thì bọn em có kế hoạch đi đến giúp chùa trong những ngày sau ấy, những ngày sau Tết ạ, những ngày hoạt động lễ đầu năm ấy. Về thời gian thì sẽ là sau Tết âm lịch ạ, địa điểm là các chùa sẽ được liên hệ ạ. Còn về thành phần tình nguyện viên thì có thể tự tuyên truyền qua mạng xã hội ạ, hoặc là sử dụng các thành nhóm để tuyên truyền bằng giọng nói hoặc là sách báo đến bạn bè. Đấy là tùy từng bạn bè. Còn về hoạt động là có thể ở, nếu mà do về điều kiện của chùa ấy, thì có thể ở trong chùa, giúp chùa. Bước đầu tiên sẽ là đến dọn dẹp và dọn trước ngày lễ, và sau đấy có thể là tập trung giúp chùa về có nhiều việc như là giúp chùa trong việc bê bàn ghế, thu dọn bàn ghế, rồi phân phát sách của chùa. Sau đấy có thể hỗ trợ thêm việc đưa đón và hướng dẫn những người tham gia đi đến chùa, không bê cơm vỡ vào những chỗ giờ của gian thờ nào. Về phần sau đấy thì sẽ là dọn dẹp chùa và thu dọn lau chùi trở để chùa trở lại sạch sẽ. Còn khi họp xong thì tất cả sẽ họp mặt lại và tổng kết về thời gian hoạt động và sẽ cùng với nhà chùa mở rộng và sẽ đặt quan hệ mới. Trên đây là kế hoạch hoạt động của em. Rồi, xin cảm ơn. Bạn Các bạn có đội nào không ạ? Xin mời đồng chí Dương ạ. Cho mình hỏi các bạn trong các phần hỗ trợ từ chùa ấy, thì các bạn làm rõ cho mình là hỗ trợ cái gì? Hỗ trợ như thế nào? Theo như em biết thì thường thường nếu mà đi chùa thì những ngày này thì nhà chùa sẽ hỗ trợ việc ăn uống ạ, hoặc là nghỉ ngơi của các tình nguyện viên ạ. Còn về vấn đề đi lại thì có thể các bạn tình nguyện viên tự thu xếp. Cái này có thể thống nhất với chùa trước khi đến chùa, do việc liên hệ của nhóm hoặc là do của đội với chùa. Bây giờ ví dụ một chùa cụ thể không chung chung nữa, dạ. Bây giờ làm hỗ trợ của Trung Quốc là, dạ, vâng. Thì các bạn theo bạn là phương án này tạm biệt. Em đã từng đi nhiều chùa, có chùa các bạn bên dưới tương tự lắng nghe nhá. Năm Thượng ở Vĩnh Tuy là chùa vàng ở dưới Gia Lâm. Về việc đấy thì thứ nhất là có liên hệ với bên chùa, thì bên chùa hứa là các bên các tình nguyện viên có thể đến và nhà chùa đưa ra một người để thu xếp và sắp xếp các công việc cho tình nguyện viên. Và trong thời gian đấy thì nhà chùa sẽ căn dặn và đưa các tình nguyện viên thực hiện công việc của mình và sẽ có hướng dẫn cụ thể. Sau đấy thì nhà chùa có hỗ trợ, sau khi nhà chùa có hỗ trợ gọi là tiền đi lại. Dạ, đây là nhà chùa thì nhà chùa đưa thì mình phải lấy. Đưa theo anh thấy cái kế hoạch của bạn, tức là mình đem tình nguyện viên đến đấy, sau đó là công việc như thế nào là do nhà chùa ra tay chỉ việc, nhà chùa chỉ bảo. Chứ mình thực tế là cái công việc làm gì mình không nắm bắt được từ trước, đúng không? Dạ, cái này là do liên hệ. Đúng theo cái trình tự em vừa nói. Vâng. Đây là do mình thống nhất trước về công việc và thời gian với chùa. Thì đây là mình đến là tức là có chúng có nhà có khách thì mình không dám tự nhận đi nữa. Bà đặt chú vào. Có bạn nào hội viên nào bên dưới đặt câu hỏi không ạ? Thấy thì thầm nhớ lắm. Hai đội bên dưới có vẻ hơi tự nhau. Có câu hỏi gì không? Cho anh hỏi thêm câu nữa này.
Thế kế hoạch của em khả thi này thì sau Tết, cụ thể là tháng 2 thì các em sẽ tổ chức cho các bạn đi tình nguyện tại chùa nào? Dạ, theo như những quan hệ mà đã có thì em có quan hệ với bên chùa Nam Dư Thượng và chùa Am Vàng và chùa Tam Phúc. Nam Dư Thượng là nhà thao chùa cũng to vậy đấy. Vậy đối với những hoạt động với chùa đấy thì là bạn sẽ lấy mối quan hệ, tức là hôm đấy là sẽ có hội mình đến thôi hay là có cả các câu lạc bộ bạn? Dạ, cái về tình nguyện viên này là do mình tuyên truyền và có càng nhiều và do yêu cầu của bên chùa nữa. Tức là nếu mà bên chùa mà yêu cầu nhiều thì chúng ta có thể tuyển thêm, còn nếu mà yêu cầu vừa vừa thì có thể lấy chùa. Anh nghĩ là các bạn kế hoạch của bạn xây dựng thế này rồi thì các bạn sẽ về sẽ được chị Hà hướng dẫn cụ thể và ra thực hiện luôn trong tháng 2. Yeah, bye.